Nếu ngày hôm nay quý anh chị khách hàng nào chúng ta vô tình bỏ qua video này thì thật sự là đáng tiếc ạ. Bởi vì biết đâu được căn hộ ngày hôm nay là một cái lựa chọn mà bấy lâu nay quý cô chú anh chị đang tìm kiếm thì sao? Thì để biết chi tiết nó như thế nào thì chúng ta hãy xem hết video này để biết cụ thể về tình trạng nội thất cũng như là giá cả nhé. Em Hải Nguyên Lan kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Hải Nguyên Lan Nha Trang. Căn hộ ngày hôm nay có 3 điểm đặc biệt lớn nhất thì em Hằng muốn nhấn mạnh, đó chính là thứ nhất là nội thất mới đến 99%, vừa mới setup xong quý anh chị. Thứ hai là diện tích gần 71m². Thứ ba là có một cái chiếc ban công view tuyệt vời quý anh chị. Chúng ta hãy ra ban công để cùng với em Hằng ngắm và thưởng thức toàn bộ những cái view, cái cảnh từ cái vị trí ban công nha. Thì đầu tiên mời quý anh chị chúng ta hãy cùng đứng đây với em Hằng nè. Đây là một cái chiếc ban công view đông nam, có thể nói là vô cùng là thoáng mát quý anh chị. Em Hằng đang đứng đây với tầm giờ là khoảng 11 giờ trưa quý anh chị, nhưng mà cái gió từ đông nam thổi vào rất là dễ chịu. Đây là một căn hộ mà 70,56m², một trong những cái căn hộ view đông nam hiện tại rất là hiếm, những căn mà mở bán chào bán đang chào bán như thế này quý anh chị. Đó, từ ban công chúng ta nhìn về cái khu vực thành phố hướng đông nam của thành phố Nha Trang nè, biển nè, có biển nhìn qua vị trí là Vinpearl Nha Trang quý anh chị. Đó, khu vực Vinpearl và cái danh thắng Hòn Chồng của chúng ta là nằm ở phía tay trái của Hằng này, phía tay trái của Hằng phía bên kia, và một cái cung đường Phạm Văn Đồng. Đặc biệt là chúng ta thấy cái bãi tắm Hòn Chồng đúng không ạ, cái bãi tắm sát ngay tại vị trí dự án Mường Thanh Viễn Triều đúng quý anh chị. Rồi về phía bên vị trí trung tâm này, về bên phía vị trí trung tâm là thành phố phía nam của thành phố Nha Trang quý anh chị, về phía nam cũng như là chúng ta có thể thấy được là toàn cảnh thành phố trước mặt của chúng ta luôn. Ngoài khu vực ban công quý cô chú, em Hằng thấy là gia chủ họ treo những cái lọ hoa tươi xanh như thế này rất là mát mắt nha, dễ thương lắm, làm cho chúng ta có một cái sự dễ chịu khi mà bước ra không gian ban công. Ngoài ra thì họ có ốp gạch men toàn bộ cái khu vực ban công như thế này, ở độ cao tầm khoảng 1m quý anh chị, 1m đến 1m2, và đặc biệt là ở trên này nè, để những cái ghế, để ghế vào đây, rồi để cái ở trên này có cái mặt đá họ ốp dư ra một xíu để chúng ta để những cái ly nước trên này nè, có thể ngồi để uống nước và vừa ngắm biển ngắm thành phố rất là hay quý anh chị. Bên trong sàn nhà, về sàn nhà của căn hộ thì em Hằng để thấy là họ đã thay thế bằng một lớp nhựa giả gỗ phủ lên trên bề mặt men của chủ đầu tư rồi quý anh chị, nên là đi mình cảm giác rất là dễ chịu, sạch sẽ và không bị lạnh chân, đặc biệt là những cái mùa lạnh á. Đây là tòa nhà OC2A, em Hằng đang ở tầng 16, một cái tầng cũng rất là đẹp của cái căn hộ 40 tầng như thế này quý anh chị. Thì nếu như quý cô chú anh chị nào chúng ta xem kênh YouTube Hải Nguyên Lên Nha Trang thì cũng đã theo dõi được rất là nhiều căn hộ mà em Hằng đã gửi đến trong các video. Thì dự án Mường Thanh Viễn Triều là một cái dự án căn hộ mà có một cái vị trí rất là đắc địa ngay tại bãi tắm Hòn Chồng của thành phố biển Nha Trang, một trong những cái bãi tắm đẹp nhất của thành phố rồi, thoải thoải rất là dễ chịu, rất là dễ tắm quý anh chị. Và cái Mường Thanh Viễn Triều là gồm có 5 tòa nhà căn hộ như vậy, thì em Hằng đang đứng ở cái tòa nhà OC2A là một trong 5 cái tòa nhà đó, cụ thể là tầng 16 nha, một cái tầng cũng rất là vừa phải, rất là đẹp, và có nhiều quý cô chú anh chị ở tuổi trung niên thì sẽ rất là thích những cái tầng như thế này. Và căn hộ ngày hôm nay có gì đặc biệt đó, em Hằng đang đứng tại cái khu vực phòng khách thôi là quý cô chú anh chị đã cảm nhận được một cái sự tươi mới của căn hộ này rồi quý anh chị. Chúng ta thấy cái bộ sofa không, bộ sofa này, nội thất căn hộ này vừa mới làm xong nha quý anh chị nha, mới 99%, chỉ có những cái chi tiết rất là nhỏ thôi là đã qua sử dụng, còn lại là mới hết quý anh chị. Như cái bộ sofa này là màu ghi nha, tông màu chủ đạo của căn hộ ngày hôm nay là màu ghi quý anh chị, màu ghi nè. Thì bộ sofa chúng ta thấy nè, bằng da mới tinh luôn quý anh chị nha, mới tinh luôn. Thì cái chất liệu này chúng ta rất là dễ vệ sinh. Đó, phía trên này có một cái bức tranh,
cái bức tranh về những cái hình khối á, em Hằng để ý thấy là những cái bức tranh trang trí của căn hộ này á, gia chủ họ thích những cái hình khối mà nó hơi trừu tượng một chút xíu, nhưng mà cái màu sắc nó rất là phù hợp với cái không gian của cái căn hộ này quý anh chị nha. Ở trên phía trần á, là em Hằng thấy là họ chạy cái đường chỉ trên cái trần thạch cao, đường viền rất là đẹp. Cái đường chỉ đèn led đó quý anh chị, trần thạch cao làm rất là đẹp. Đó, ngoài ra họ lắp một cái quạt trần như thế này, tạo một cái không gian rất là mát, rất là dễ chịu. Bởi vì là họ muốn tận dụng được cái gió biển đông nam thổi từ ở bên ngoài ban công vào đây, nên là họ đã chuyển công năng. Họ đã chuyển công năng đưa cái phòng khách cơ bản nguyên bản của chủ đầu tư từ phía bên chỗ bếp dời về về cái khu vực ban công này, và ngược lại họ chuyển cái khu vực bếp về lại cái khu vực gần cửa ra vào quý anh chị. Thì tiện đây thì họ đã đập cái cửa ban công. Đây, mời camera chúng ta hãy quay về phía cái hướng ban công này để cho quý anh chị, cô chú, khách hàng chúng ta hình dung được. Cái ban công của chủ đầu tư á, là chỉ có một cái cánh cửa đó, đơn thuần là mở ra mở vào thôi. Nhưng mà chủ nhà ở đây họ đập luôn cái bức tường ở chỗ này và làm cánh cửa lùa ban công. Cửa lùa ba cánh như thế này quý anh chị, chúng ta kéo ra kéo vào rất là thuận tiện ha. Và cái gió nó vào rất là nhiều theo cái ý muốn của chúng ta. Đối diện với cái bộ sofa thì như quý anh chị thấy nè, là một cái chiếc tivi 60 inch. Em Hằng nghĩ là 60 inch hiệu TCL, vừa mới mua chưa bóc tem đâu quý anh chị nha, chưa qua sử dụng nè. Ở phía sau cái màn hình tivi á, là một cái tấm lam, một cái tấm lam trang trí màu ghi luôn quý anh chị. Màu ghi nè, tông màu chủ đạo của căn hộ ngày hôm nay như em Hằng chia sẻ là màu ghi. Và đi kèm đó là màu trắng, tông màu trắng rất là sạch sẽ và tươi mới quý anh chị. Đó, nên là họ trang trí xung quanh cái tivi là bằng nhựa giả đá như thế này. Rất là đẹp đúng không ạ? Bên dưới còn có một cái kệ tivi nhiều ngăn quý anh chị, rất là nhiều ngăn để chúng ta đựng những cái vật dụng như là remote nè, những vật dụng cần thiết. Rồi họ đặt những cái bình hoa rất là xinh như thế này. Ngoài ra thì ở giữa có một cái bàn cà phê nhỏ nhỏ đi kèm với cái bộ sofa của chúng ta. Bộ sofa là có hai cái đôn nữa nha quý anh chị nha. Rồi, về không gian nhà bếp, về không gian phòng khách thì em Hằng đã mô tả khá là chi tiết. Thì gia chủ này cũng rất là yêu cây xanh, nên họ đã đặt một số cái cây xanh trong nhà, ở ngoài vị trí ban công và trong nhà nữa quý anh chị. Tiếp theo là cái khu vực bàn ăn này. Bàn ăn này thì cũng vừa mới mua luôn, tất cả đồ đều mới hết quý anh chị. Tất cả đồ đều mới hết. Thì bàn ăn này là bàn đá, mặt bàn đá rất là rộng. Này chúng ta để 6 ghế cũng được quý anh chị nha. Hiện tại thì do nhu cầu sử dụng nên là gia chủ chỉ mua được cái 4 ghế thôi, và để ngay cái chỗ bàn ăn của chúng ta như thế này. Đặc biệt là một cái điểm nhấn chỗ bàn ăn là cái bộ đèn led, cái bộ đèn chùm mà để trang trí trên cái bộ bàn ăn rất là đẹp quý anh chị. Ở đây là em Hằng để những cái chi tiết mà họ decor trang trí á, nó cách điệu lắm, nó cách điệu và có một cái sự điệu đà trong đó quý anh chị, hay lắm nha. Một cái bình hoa rất là xinh xắn đúng không ạ? Rồi, tiếp theo ở đây, trước khi vào cái không gian nhà bếp á, thì em Hằng có để thấy là ở bên này có một cái tủ rượu quý anh chị. Một cái tủ rượu mà họ làm kính mờ màu nâu sữa như thế này. Có rất là nhiều ngăn, 2, 3, 4, 5 ngăn luôn. Chúng ta để rượu và những cái vật dụng mà trang trí trên này là thoải mái luôn quý anh chị. Nếu mà chạy đèn led nữa thì rất là tuyệt vời. Ở dưới này còn có thêm hai cái ngăn. Hai căn này để chúng ta có thể đựng giày dép cũng được quý anh chị ạ. Giày dép cũng được để tận dụng. Cái đặc điểm mà lớn của căn hộ này như Hằng lúc đầu có chia sẻ là họ chuyển đổi công năng bếp qua khu vực cửa ra vào, và phòng khách chuyển qua khu vực ban công. Thì ở đây là không gian nhà bếp của căn hộ này quý anh chị nha. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một cái căn hộ mà khi mà bước vào á, thấy một không gian nhà bếp mà set up tiện nghi đầy đủ, coi như là tủ bếp âm trầm, có tủ trên nè, tủ giữa và tủ dưới rất là đầy đủ quý anh chị. Bên cạnh đó là một cái chiếc máy lạnh vừa mới mua luôn, chưa qua sử dụng nha, còn tem, còn nguyên tem quý anh chị ơi. Chúng ta quay vào bên trong để cho quý khách hàng được thấy cái máy lạnh nó rất là mới luôn.
mới luôn. Chưa bóc tem nha quý anh chị. Rồi, ngoài ra trên này còn có một cái tủ hai cánh mở ra để chúng ta đựng là có thể đựng lò vi sóng hoặc những là vật dụng cần thiết. Như quý bà nội trợ nào chúng ta vào cái không gian bếp ngày hôm nay á, cảm thấy rất là thích rồi. Bởi vì thứ nhất là cái màu sắc của nó rất là hài hòa, nhã nhặn, nhẹ nhàng. Ở trên là màu ghi, còn ở dưới cũng là màu ghi, ở giữa là màu trắng. Nên là những cái tông màu ở đây là những cái tông màu rất là dễ chịu và khó lỗi thời quý anh chị nha. Nhà bếp của chúng ta rất là nhiều ngăn nè. Đây là hệ thống hút mùi. Một hút mùi của nhà bếp nằm ở đây quý anh chị. Mới luôn. Hút mùi nè, bếp từ đôi nè. Chúng ta quay rõ cái hệ thống bếp từ cũng như là cái lavabo rửa chén cho quý khách hàng được thấy ạ. Bếp từ đôi cũng mới rin luôn quý anh chị nha. Ở đây là cái bồn rửa của chúng ta là bồn đơm thôi. Bồn đơm nhưng mà rất là lớn. Rất là lớn, rửa chén thoải mái luôn. Lớn lắm quý vị ơi. Cái bồn này rất là đẹp. Mặt đá thì em Hằng thấy là họ làm với một cái chất liệu là bằng đá. Mặt bếp này là bằng đá đen nha. Đây là kính cường lực, kính cường lực ở trong nó cũng màu ghi luôn quý anh chị. Rất là đẹp. Một cái màu sắc hài hòa mà có một cái sự thiết kế cụ thể luôn. Một chi tiết nữa đó là cái máy giặt quý anh chị. Thay vì để ngoài ban công thì gia chủ đã đưa cái máy giặt vào trong cái khu vực nhà bếp. Họ làm một cái khu vực riêng cho máy giặt lồng ngang hiệu Aqua ở đây. Một máy giặt cũng mới tinh luôn quý anh chị nha, chưa qua sử dụng. Máy giặt này thì với dung tích là 8,5 kg. Chúng ta xem cái máy giặt này để biết nha. Màu đen rất là đẹp, rất là sang trọng quý anh chị. Rồi, không gian bếp nằm gần từ cửa ra vào thì cửa ra vào của chúng ta là hướng Tây Bắc quý anh chị nha. Còn ban công á, ban công là hướng Đông Nam. Căn hộ ngày hôm nay với công năng đầy đủ là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh riêng biệt thì mời quý khách hàng chúng ta hãy vào bên trong phòng ngủ master để cùng khám phá nha. Wow, chúng ta thấy một cái view biển đứng tại vị trí phòng ngủ á, cái view biển nó còn rõ hơn, rõ mồn một hơn so với là cái vị trí mà ban công quý anh chị. Chúng ta thấy không, đầy đủ từ hệ tủ đồ này, giường này. Rồi từ giường chúng ta nhìn ra thấy cái view biển đứng từ đây. Tuyệt vời đúng không quý anh chị? Thấy rõ hơn cái danh thắng Hòn Chồng và cái con đường cong cong đi lên cái chỗ khu du lịch đúng không ạ? Và cái bãi tắm Hòn Chồng của chúng ta ngay sát mặt đường Phạm Văn Đồng luôn. Nệm này á khoảng 25 phân quý anh chị. Quý anh chị giường xa giường là 1m6 x 2m. Ở đây thì em Hằng thấy là đã chuẩn bị ga gối mới hết rồi. Tủ đồ, trong tủ đồ thì em Hằng thấy là có ga gối đã chuẩn bị mua sẵn rồi, mua mới hết nha. Tủ đồ là mới hết quý anh chị. Mới hết theo một cái gam màu trắng chủ đạo của phòng ngủ. Tủ đồ họ làm đụng trần luôn, họ làm đụng trần với hai cánh phía trên luôn quý anh chị nha. Chúng ta đừng thoải mái. Ở đây có một cái táp đầu giường có hai cái hộc. Chúng ta đừng điện thoại hoặc là sạc điện thoại ở đây. Rồi. Quý vị thấy không? Đây là một cái chi tiết mà trang trí, một cái đèn ngủ trang trí cho phòng ngủ nhưng mà cũng rất là điệu đúng không ạ? Rất là điệu. Trên xuống như này, cái bóng đèn rất dễ thương. Một cái bức tranh trang điểm, một cái bức tranh điểm cho cái phòng ngủ là cũng về hình khối với anh chị. Cũng có một cái tông màu ghi, màu trắng và điểm nhấn nhá là cái màu cam làm cho cái không gian phòng ngủ chúng ta có cái điểm nhấn ha. Rồi. Cái này là phòng ngủ master nên sẽ có cái toilet cho riêng bên trong quý anh chị. Nên chúng ta vào tham quan cái nhà vệ sinh một chút xíu. Thì nhà căn hộ ngày hôm nay với diện tích là 70,56m², hai nhà vệ sinh thì họ sẽ đặt một cái vách tấm kính ở cái nhà vệ sinh bên ngoài vì nó có cái không gian rộng hơn. Còn cái nhà vệ sinh này á thì chỉ để là như vậy thôi. Thì ngày hôm nay họ sẽ lắp cái gương soi của cái nơi mà chúng ta rửa mặt ở lavabo á, gương soi ở đây nha quý anh chị nha. Họ sẽ lắp, ngày hôm nay sẽ lắp xong. Và hệ thống vòi sen sẽ được thay thế. Quý anh chị để ý thấy á, là trong cái nhà vệ sinh á, chúng ta vào cái nhà vệ sinh phòng bên ngoài để xem nha. Đây, hai nhà vệ sinh đều được gia chủ là họ ốp bằng cái nhựa giả đá qua này luôn. Nên chúng ta thấy là cái một cái màu ghi xám ghi rất là sang trọng và sạch sẽ. Tạo một cảm giác khi chúng ta vào nhà vệ sinh á, nó khô ráo, nó sạch sẽ, không bị ẩm mốc với chị.
đó, và có những cái đường viền, có những cái đường viền chạy theo như thế này, rất là đẹp đúng không ạ? Rồi cái không gian nhà vệ sinh này á, thì chủ nhà họ sẽ lắp một cái vách tấm kính ở vị trí này quý anh chị, một cái tấm vị trí này, cái vách tấm kính ở đây luôn, để đặt cái vòi sen thay thế cái bộ vòi sen tại vị trí này. Rồi ngày hôm nay thì họ sẽ hoàn thiện cái vấn đề mà set up cái một cái gương soi của ngay cái chỗ lavabo. Tiếp đến là phòng ngủ nhỏ thôi. Phòng ngủ này là có cửa sổ hướng ra ngoài hành lang quý anh chị. Cửa sổ bên này là hướng ra ngoài hành lang nha. Thì họ, em Hằng thấy là ngoài cái tấm rèm này thì họ có làm thêm một cái khung sắt. Cái khung sắt ở cái cửa sổ hướng ra ngoài hành lang này, nó rất là chắc chắn, rất là kỹ không ạ? À? Rồi, cái rèm này chúng ta có thể kéo lên kéo xuống tùy ý mình. Giường bên này cũng size 1m6 x 2m và có chiếc đèn ngủ. Cái đèn ngủ này dễ thương quá anh chị ơi. Dễ thương mà lung linh đó nè. Dễ thương quá. Rồi, cũng có một bức tranh tương tự như vậy. Ga gối đều là mới hết và họ mua rất là đầy đủ nha quý anh chị nha. Hôm nay là có gối hết nè. Rồi. Cái không gian của hai cái phòng ngủ á, nếu mà Hằng nghĩ sẽ tuyệt vời hơn thì sau này chúng ta mua về chúng ta làm thêm một cái bàn trang điểm nhỏ nhỏ ở đây thì sẽ phù hợp hơn quý anh chị. Không gian của hai phòng ngủ là có gắn hai cái chiếc máy lạnh. Bên này là một chiếc máy lạnh Samsung. Phía bên này là một chiếc máy lạnh LG quý anh chị. Đó, đây là cái chi tiết mà em Hằng nói là nó chỉ là có 1% là hai cái điều hòa này đã qua sử dụng thôi. Còn lại tất cả những trang thiết bị nội thất từ bếp, phòng khách cho đến hai phòng ngủ đều được trang thiết bị mới đến 99%. Tất cả đều mới chưa qua sử dụng nha quý anh chị nha. Với tầm tài chính là 2.680.000.000 đồng thì gia chủ mong muốn bán với mức giá này, họ sẽ lo hết mọi chi phí sang tên tại văn phòng công chứng hoặc là về chủ đầu tư xác nhận quý anh chị. Thì căn hộ ngày hôm nay với diện tích là 70.56m², một chiếc ban công view đông nam tuyệt vời và một cái diện tích lớn hơn những cái căn hộ bình thường 58.8m² khác, và đặc biệt là nội thất chưa qua sử dụng, thì chúng ta nghĩ sao? Hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Hằng theo số điện thoại 0972 331 587 có hiển thị trên màn hình để mua nhanh căn hộ ngày hôm nay với anh chị. Hiện tại là không có quá nhiều căn hộ như thế này để bán ra thị trường đâu. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi từ đầu cho đến hết cuối video. Xin kính chúc sức khỏe và một ngày làm việc thật nhiều năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.